Xin kính chào các thượng văn đế. Buổi sáng ngày 26 tháng 10 năm 2023, bên đơn vị vận chuyển lại tiếp tục giao cho mình một cái thùng. Cảm ơn chú. Đấy, xe còn không muốn rời khỏi bản, đất lành chim đậu nhá. Đấy, xe còn không muốn rời khỏi bản. Đây, xin thưa với lại các thượng văn đế, một cái thùng hàng này tương đối là to. Ôi giời ơi, không tì vết. Thùng này còn nguyên hình nha, nguyên hình, nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không bể nở, không móp méo. Trân trọng cảm ơn bên đơn vị vận chuyển. Thôi có khi xem nào. Để video sau nhá. Video sau thì sẽ bóc ra xem nó là cái gì. Bóc ra luôn. Video sau cái gì nữa. Bóc ra luôn cho nó là cái gì. Trong quá trình bóc cái này thì lại mời các thượng văn đế chiêm ngưỡng bản của lão nông Tri Điền. Đây. Ôi giời ơi. Amen. Cái này lại không phải là gửi, cái này là tặng. Hải Dương tặng Bình Dương. HD Hải Dương tặng Bình Dương, đều có chữ Dương hết. Em không phải Nam Môn. Ghét em thì làm chuồng chim, đừng cho em ra đường tội nghiệp. Thế này. Em không phải Nam Môn, ghét em thì làm chuồng chim, đừng cho em ra đường tội nghiệp. Cảm ơn. Xin ông thưởng thức một tí hương vị quê tôi. Bánh đậu xanh cộng nước chè. Khất ông bao giờ lấy vợ hai ở Thái Nguyên nhé. Đây. Đây, nước chè khất. Khất ông bao giờ lấy vợ hai ở Thái Nguyên nhé. 3. Chúc ông mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều duyên. Kaka. Trân trọng cảm ơn người thượng đế ở tỉnh Hải Dương. Bây giờ phải mở ra xem. Khoe luôn với lại các thượng đế trên giải chữ S là người thượng đế ở tỉnh Hải Dương này. Có cái món quà gì dành cho mình nhá. Có cái món quà gì dành cho lão nông Tri Điền. Này, bọc xốp hai đầu rất chi là cẩn thận kỹ lưỡng. Đây lại còn có cái giấy bóng, cái loại giấy bóng nổ này. Đấy. Bóp cái này hay phết. Không biết các đồng chí có thích bóp không, cho mình thích bóp lắm nha. Này, nhất là bóp lần đầu sướng lắm. Này. Nó nổ. Đấy. Bóp cái này thì nó hơi bé một tí nhưng mà bóp cái khác là sướng lắm.